Rồi, ngồi xuống ghế. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ mời hai bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên Phạm Minh Dư, quê ở Ba Sơn, Bình Định, sinh năm 1989. Hôm nay em đang làm cơ khí ở Đồng Nai. Ba mẹ là còn ở ngoài quê? Dạ, ba mẹ em còn ngoài quê. À, Tây Sơn, Bình Định hả? Dạ. Biết cởi voi đi quyền gì không? Dạ. Ờ, cái đó của phụ nữ. Dạ. Biết võ gì không? Quên hết rồi chị ạ. Quên hết rồi, à là có biết hả? Mình có thường hay về thăm quê không em? Dạ, Tết em về một lần. Tết về một lần? Dạ. Rồi, ok. Mời em gái. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hồng Thấm. Em 25 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em đang ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê em là ở Bình Định, ở Tuy Phước. Ủa, hai bạn hỏi thăm nhau có ở gần nhau ngoài quê không, dù khi ba con à? Dạ, Tuy Phước xa hơn Bình Định, Tây Sơn nhiều. Chỗ em Tây Sơn xuống với Tuy Phước 50 cây số nữa. 50 cây số đi có một tiếng đồng hồ gì đâu xa hơn. Có hay về quê không em? Dạ có, một năm em về 2-3 lần. Người ta người gái tăng năm về 2-3 lần, mình trai bởi vậy không có hiếu không về thăm ba mẹ. Năm về có một lần. Tết năm nay hai bạn rủ nhau về chung được không? Dạ chắc được. Mình ghé thăm nhà bạn gái trước rồi mình về nhà mình sau, hợp lý không? Dạ, rất chi hợp lý. Rất chi hợp lý luôn. À, hiện tại mình làm việc trong này là mình ở đâu? Dạ, em ở quận 12. Rồi biết lên tới quận 12 là bao lâu không? Lâu. Lâu. Năm mươi mấy cây á. Đó, 50 mấy cây. Hồi nãy ở quê ổng 5 mấy cây mỏng, nói sao quá à. Ở đây 5 mấy cây rồi, vậy yêu nhau làm sao đây? Tuần em lên 1 lần, 2 lần. Xa quá mà đi tuần đi 2 lần đi nổi không? Cách nói chị, cách nói chị. Yêu với lại tình yêu bây giờ sướng lắm, có công nghệ hỗ trợ mà đúng không? Ngày ngày nói chuyện rồi nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ. Tuần lên thăm 1 lần, 2 lần được rồi. Em có ngại yêu xa không? Dạ không chị. Một tuần gặp 1-2 lần là được rồi. Gặp nhiều quá mau chán phải không? Dạ không, em không thích người yêu của mình gặp nhau nhiều quá. Sao vậy? Gặp nhau mới hiểu nhau, mới nhanh chóng tìm hiểu rõ, mới tiến tới hôn nhân được chứ. Em không thích kiểu hơi dính nhau, em không thích. Nhưng mà em nghĩ trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em định năm sau cưới. Em thấy sao? Em thấy hợp lý cả. Nhưng mình đã sẵn sàng những cái gì cho hôn nhân chưa? Dạ cũng có chút rồi. Cũng có đủ cho được đám cưới. Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Rồi hiện giờ ai giữ? Chị. Chị giữ hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm thấy thật sự là em cảm thấy em rất là tự ti. Em không được xinh, rồi dáng không được cao, không hát, không biết hát, không nấu ăn giỏi, em cũng không biết đàn, em còn không giỏi ngoại ngữ. Cho nên em cảm thấy em hơi tự ti về bản thân. À. Nhưng mà em rất là dễ tính, nói chung là bạn bè nói sao cũng được hết. Rồi em không có kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo người yêu, em cũng không có kiểu quản lý hay là thích dính lấy người yêu của mình. Em rất là dễ chịu nên người yêu rất là tự do thoải mái. Mặc dù em nấu ăn không giỏi nhưng mà em rất là thích nấu ăn cho người yêu mình hoặc là nấu ăn cho gia đình. Em thích làm bánh hay làm kem, làm sữa chua này nọ cho gia đình ăn. Thế là thay quá rồi, tự kể vô kể nguyên một loạt cái điểm yếu nghe hết hồn. Còn điểm mạnh gì nữa không? Em nghĩ là em biết quan tâm người khác. Chỉ cần, thật ra đàn bà đâu cần giỏi lắm đâu. Giỏi lắm là ế giống như chị Tường đó, không cần thiết. Đàn bà chỉ cần yêu thương chồng, chăm sóc chồng, ngọt ngào, dịu dàng là được rồi. Em có mấy cái đó không? Dạ em nghĩ em có. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em điểm mạnh thì rất thích chơi thể thao, cũng biết nấu ăn chút chút. Công việc với bạn bè, nhiệt tình, rất nhanh hòa đồng với người lớn rồi. Rồi, đó là điểm mạnh. Dạ. Điểm yếu, nóng tính. Dạ. Lúc nóng tính thì em sẽ làm gì? Thường thì ai sẽ làm em nóng tính? Cảm giác mình bỏ đi một lúc mình quay lại. Vậy thôi hả? Vậy thì cũng đâu có gì đâu. Trong công việc có lúc mình áp lực thì mình cũng phải lớn tiếng chút xíu. Vấn đề mình biết kiềm chế. Dạ em kiềm chế đó. Có kiềm chế không? Dạ có. Có khi nào nóng quá quýnh ai chưa? Dạ chưa. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Không có mối tình nào chính thức hết cả. Toàn là mới quen được thời gian là tự nhiên đi ly, đi lấy chồng hết rồi. Rồi sao ông mát tay dữ vậy? Quen ai tự ta đi lấy chồng hết trơn luôn hả? Mấy bạn em nó nói em là thằng mát tay. Cô này cô muốn lấy chồng năm sau cô lấy đó, em quen giùm cổ rồi năm sau cô đi lấy chồng giùm nha. Được không? Lấy em được rồi. Lấy em được rồi. Đấy, em phải làm sao cho người ta cảm thấy là tình yêu nó chín mùi, đủ sự tự tin rồi, đủ sự để cho ta yên tâm, ta nương tựa, người ta mới lấy em. Có tìm hiểu là lý do tại sao mà mình không quen ai được lâu không? Chắc là một phần em cũng nhát rồi. Nhát quá. Luôn em tối vậy hết. Nhưng mà những mối quan hệ đó nó thân mật đến mức độ nào rồi? Chưa. Nắm tay chưa? Dạ có. Hôn chưa?
Quên cảm giác ra chị. Quên cảm giác đó là sao? Cũng quen mà lâu quá rồi chị. Đi người ta lấy chồng mất, còn quên mất rồi. Trời đất ơi, là coi như lâu lắm rồi không có được hôn, bây giờ quên cảm giác hôn luôn. Dạ. Rồi biết hôn không? Biết. Mình có nhớ nụ hôn đầu của mình là từ lúc nào không? Mình quên rồi, lâu quá. Cái gì cũng quên hết trơn vậy trời. Mình thích nam hay nữ mình nhớ không? À, thích nữ chị. Ủa sao cái đó không quên? Phụ nữ giờ người ta không có thích đàn ông mà mày nhát quá đâu. Thời buổi công nghệ, nhịp sống rất là nhanh đó. Người ta nói là lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Em chậm quá rồi, người khác đi ngang quốc mất tiêu rồi còn đâu nữa. Đúng không? Chứ bây giờ người ta thương em, ta đầu tiên ta thích em đó, thấy em chân thành hiền lành đó, rồi người ta quen với em. Mà cứ em cứ sầu quần hoài, em không có vô gì trọng tâm hết trơn. Không tấn công, không tìm hiểu, không quan tâm, không nói chuyện. Cái anh khác anh vô, anh nên đến tới sau mà anh quốc cái ta đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời còn đi học cấp 3. Còn mối tình mới đây là chia tay cũng hơn 5 năm. Mối tình gần đây là vì người ta học chung lớp với em thời ở Sài Gòn này. Xong rồi tại vì em thấy người ta rất là thương em, mà lúc đó em cũng không có thấy thương ai hết, nên là cái sự cảm động khiến em đồng ý là người yêu của người đó. Xong nhưng mà khi mà chấp nhận lời yêu rồi thì em phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Tại vì khi một khi đã không có tình cảm rồi mà yêu nhau, với lại ảnh rất là ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát hết, cho nên là em không thể chấp nhận được. Tinh thần trước mắt là thấy là tạm ổn. Dạ. Nha. Còn cái chuyện mà hồi nữa tính sao? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai lớn tuổi hơn em. Rồi có hơn 5 tuổi được chưa? Dạ được. Rồi cao hơn em tầm 1m7 trở lên được. Được. Này 1m7 không? Dạ 1m66. Nhưng mà tướng tá rồi cũng vừa vặn hợp lý. Được. Dạ. Em thích con trai có tính kiếm của mình, đừng có phụ thuộc vào người khác. Em muốn người con trai có công việc ổn định, làm có thể gần em, mặc dù ảnh ở Đồng Nai có thể là hơi xa một xíu, nhưng mà chịu khó chạy lên thăm em cũng được. Thì đó, anh nói 1 tuần lên 2 lần đó. Dạ. Em muốn người con trai biết tôn trọng cha mẹ hai bên và tôn trọng người khác nữa. Còn những cái điểm xấu như là hút thuốc thì em không thích, nhưng mà em vẫn có thể chấp nhận được. Cô cũng rất là dễ chịu đó. Sau này em tỉnh sẽ lập nghiệp, sinh sống là lập nghiệp ở đâu? Nơi nào mà phù hợp với công việc của hai người thì nên nơi đó sẽ lập nghiệp rồi. Cái đó là cũng một cái ý kiến hay. Mình cũng không cần quá cứng nhắc là tôi phải ở thành phố, tôi phải ở quê, tôi phải ở đâu. Tại các bạn còn trẻ, mình còn sanh con đẻ cái nữa. Nơi nào kiếm tiền được thì mình ở thôi. Dạ. Thế em có ngại lấy chồng phải đi theo chồng không? Dạ không chị. Còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Ưa nhìn, không có chăm chỗ và tóc vàng quá nhiều. Phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng hai bên. Biết nấu ăn nữa là đó. Thì cô nói cô rất thích nấu ăn, có điều cô nấu không có ngon. Vợ nấu sao ăn vậy nghe không? Chiều cao chỉ trên 1m55 là được rồi. Rồi số đo 3 vòng. Rồi thôi, đừng có mập quá, chị nấu có dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Em không biết. Ông hiền quá ông ơi. Ông đi coi mấy chương trình thi hoa hậu người ta đọc 90, 60, 90 rồi đó. Phải hoa hậu khác chị ơi. Bạn gái thì mình đi kiếm vợ như thế nào là đẹp? Chỉ dễ nhìn ra ngoài, người ta nhìn thấy dễ thương là được rồi. Chứ còn mà đẹp quá, đừng có xấu quá, khó coi. Coi vậy chứ dễ mà khó, khó mà dễ rồi nha. Đâu chị coi coi. Rồi tìm đi, có ảnh ở chậm á. Em đây, 2 tấm hình này cũng có cổ ở chậm luôn đó, tìm đi. Mình có thể cho nhau một cái gợi ý đi. Em có thể nói cho anh nghe một cái gợi ý để anh tìm ra em coi nè. Dạ, tóc em dài màu đen. Tóc dài màu đen. Tóc ai cũng dài hết nghe cưng. Rồi bên đây, cho cổ cái gợi ý cô kiếm em nè. Đừng nói có 2 mắt. Cách 1 mí. Mắt 1 mí. Như 2 anh 1 mí luôn phải không? Dạ, em nhìn vô là em thấy em biết rồi chị. Đâu? Bên này. Tại sao em đoán anh đó? Thứ nhất là nhìn vào độ tuổi, cảm giác, với lại nhìn 2 bức hình em đón. Hay quá. Còn em, rồi bên đây là cô nào? Hay hay dữ ta. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm tấm hình của mình đi nha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã đoán đúng cái người ngồi bên cái cửa trái tim bên kia hay không. Xin mời các bạn. 1995 hả? Rồi. 1995. Rồi. Bác sĩ quê ở Gia Lai. Bác sĩ về cái gì? Bác sĩ răng hàm mặt. Bác sĩ răng hàm mặt. Rồi.
Hiện tại Phú là ở đó với ai em? Mình đang quê quán thì ở Gia Lai nhưng mà đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, ở nhà trọ. Sống thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Giờ là hiện tại đang ở một mình đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, bây giờ em giới thiệu giúp chị điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm yếu ha. Điểm mạnh là gì ta? Biết việc nhà, giỏi việc nhà, nấu ăn, thể thao. Nấu Rồi. rồi gì nữa nè? Công việc thì thuận lợi, cái chung có ý chí cầu tiến. Coi như kiểu như ý là em là bác sĩ đang làm mặt ha, thì cho chị hỏi sơ cái là cái Gì chị? hả, Em nghe không rõ, sao bị rớt màn hả? ý Chị là cái hỏi thu gì? nhập hiện tại của mình là bây giờ là bao nhiêu? À, 50 triệu một tháng. Wow, ngon lành. Rồi bây giờ điểm yếu của mình là gì nè? Nếu mình là lâu lâu hơi nóng tính đó. Nóng tính hả? Bình thường mình nóng nhất là mình làm cái gì? Nóng nhất là hai mình cũng bình thường, lúc làm việc thì nóng tính thôi, chứ còn bình thường ở ngoài thì cũng cũng không có nóng lắm. Ừ, rồi bây giờ về cái tình trường đi, thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mình trải qua ba mối tình rồi. Ừ. mối Ba. tình gần mối tình gần gần nhất là chị T cách đây gần 2 năm này. Em mới lần thứ ba hả? Đúng rồi, là quen quen hơn 3 năm đó mà chia tay cách đây gần 2 năm rồi. Chia tay cách đây 2 năm là lý do tại sao chia tay? Mỗi người công tác một nơi rồi nó tự nhiên lạnh nhạt dần á, thì quen lâu quá bạn, Quen 3 năm mà lâu gì? 3 năm lâu chứ Trời chưa đủ ơi. lâu hả? 3 năm Không. quen không lâu hả? Rồi, ý là những cái mối tình trước Thời học sinh. quen là học sinh ha. Rồi ok thôi qua cũng được, nhưng mà ý là quen em kể sơ về cái cuộc tình mối tình thứ ba của em đi, là yêu cô ấy như thế nào, quen nhau ra sao, gặp từ sau Yêu cô ấy. thì hai hai đứa chung trường chung nghề đồng nghiệp luôn á, Ở trong trường kinh nghiệm chung đồng rồi nghiệp rồi thì đồng nghiệp và tình yêu bác sĩ đó, nó có những cái mâu thuẫn về công việc nữa, cho nên lâu ngày đó nó không cùng tiếng nói đó. Ủa em ơi, nhưng mà bây giờ nè, em là bác sĩ thì ở ngoài em có khó khăn để tìm người yêu không mà em phải vào chương trình? Thì em cũng không phải khó khăn ở ngoài, nhưng mà em thấy là chương trình em xem chương trình á, em thấy có một số bạn em thấy nó cái độ tin tưởng nó cao hơn á. Rồi. Là chắc ăn là tham gia đúng không? Chứ còn về chỉ vô chơi vui rồi sau đó suy nghĩ lại thì phải suy nghĩ trước nè. Em hiểu ý chị nói không? Tại nhiều khi chị nghĩ là điều kiện của em là nó không khó khăn để tìm ở bên ngoài. Đó. Nhưng mà ý hỏi là đại sự kết tinh thì còn bao lâu nữa ta, đến chuẩn bị tinh thần á? Thường thì khoảng, nếu như mà cái lịch quay 1 tháng nó có 2 lần lận em, cho nên ví dụ có thể đầu tháng, cuối tháng, bây giờ có thể là cuối tháng Là em đó, sẽ thì em có sắp xếp được dạ dễ không? thì được Là thôi, nhưng cái mà mảng này nghĩa là được em hả? sẽ lên TV luôn hả? Đúng rồi, Ừ lên đúng TV rồi, luôn chứ. là 1 tháng sau là lên luôn à? Đúng Đúng rồi. rồi. Ủa là đó, thì đó chị nên chị mới suy nghĩ lại đó. Sao, được không? Em sợ mình lên nổi tiếng quá. Đúng rồi đó, nên chị mới hỏi lại em đó. Em có Lên được nổi suy tiếng nghĩ hả? Lên thì nổi tiếng chứ có gì đâu. Ủa em không đang muốn kiếm vợ mà đúng không? Nếu thật tình em muốn kiếm vợ thì thì chị thấy muốn cái việc mà nổi tiếng tốt cho em chứ chả có gì hết. em muốn cưới vợ rồi em không khởi nghiệp mà em mở mở riêng em làm mà. Ừ, đúng rồi. Vậy là sáng suốt em ơi. Rồi vậy tham gia nha. Bác sĩ là mình nói mình hứa, hứa nha. Chị sợ mấy bạn suy nghĩ lại lắm, cho nên nó cũng sẽ mất cái thời gian của cả em và của cả bên chị, biết không? Đó, cho nên chị cũng trả lời để em biết. Chứ rồi bác sĩ mà làm gì mà ế đâu. Ế chứ, môi trường mình không phải là ế, nhưng Trời mà ơi, bác sĩ đẹp mình trai quá trời luôn nè, răng hàm mặt nữa.
Mình làm việc mình tập trung làm quá, dạo này mình lớn mình khô khan đi á. Lớn khô khan rồi, mới giờ này mà khô khan rồi. À do mình hơi Năm thì khô hơi khan, trời ơi. hơi, hơi tập trung công việc. Khô không? Thấy mày khô Ừ, thấy cái mặt khô à, cũng khá không? khô. Rồi bây giờ Phú mong muốn bạn nữ, bạn gái của mình đó thì ngoại hình như thế nào? Thì cũng tương đối chứ, không cần quá xuất sắc đâu. Nhưng mà ý là cao 1 mét bao nhiêu? Trên mét sáu rồi. Phú cao 1 mét nhiêu? Em mới 65 cho nên em cần một bạn có cái chân xíu á. À, cao 1 mét 60. 65. Rồi. Vậy thì bây giờ bạn ấy hiện tại ở đâu được nè? Quê quán nè. Quán thì ở đâu cũng được chị. Miền nào cũng được đúng không? Miền nào cũng được. Rồi, gì nói gì nhìn nhựa ghê vậy? Để em suy nghĩ âm có những miền đó nó không được nhưng mà Không, em cũng cứ nói được. đi. Em không thích miền Tây đúng không? Miền Tây thì em thích con gái miền Tây mà bản lĩnh đó, chứ không phải là không thích. Có cái chị trung hình được không? Cái chị đang nói chuyện mẫu hồng hồng cầm micro được không? Hồng À, hồng em gì có biết mày? bản lĩnh đâu. Em con gái miền Tây, người miền Tây em thích, nhưng mà con gái thì em lại thích một người bạn bản lĩnh hơn. Cô gái mặc áo đỏ đó trong hình đó em. Giờ tùm Bớt lum em có biết comment. đâu. Ừ, được rồi, từ từ em sẽ Hình không biết. mà em biết đâu. Hình ảnh mang tính minh họa thôi, hình người khác đó, chứ không phải là kiếp đâu. Rồi hình ảnh em mình thì ý là miền Tây thì cô gái đó thì bạn lệnh á Không, nhưng nãy ý của em là em có không thích miền nào không? Ý em thì em cứ chia sẻ thôi. Ừ. thì em thứ tự ưu tiên sẽ là miền Tây Nguyên đó. Ừ, Tây Đà Nguyên. Nẵng, Đà Lạt, Lâm Đồng rồi mấy cái tỉnh Tây Nguyên á. Rồi bây giờ tuổi tác hay như thế nào nè? Em thích cái tuổi như thế nào cho chị con số nhất định luôn. Tuổi tác thì theo như em xem thì hợp tuổi đó, mà tao khỏi đấy bây giờ cứ nhỏ em là được, hoặc là 99 2K3. Từ 99 tới 2K3 tới 99 đúng không? Rồi. 2K3 dài trong hình là bỏ rồi đó chị Trúc. Rồi, tiếp nào rồi. Nghề nghiệp thì như thế nào? Như vậy đừng chung nghề em. Anh chuyên nghề để có công ăn việc làm ổn định đúng không? Đúng rồi, không ai được làm ổn định. Rồi. Tôi gái có tha phu cũng được không sao. Rồi, em không thích con gái như thế nào? Em cũng không có cụ thể là mình không thích cô ấy như thế nào mà em nhìn thì cứ biết sống bình thường như vậy, cứ giao tiếp bình thường là được rồi, không cần gì quá ghê gớm đâu. Rồi, ok. Rồi đây là một buổi casting mẫu hẹn hò thôi. Thì nếu mà bên ban biên tập mà kiếm được người gái phù hợp với em thì sẽ gọi lại cho em liền ha. À, rồi có thể hứa hẹn trong tháng này cho em lên hình gấp á. Là thí dụ như mình em hỏi xíu nữa là mình gây ghi hình là tháng này rồi mình lên luôn hay là mình có lưu lại đó mình từ từ mình cho lên không chị? Có ghi hình lên luôn. Lên lên Có lên lên một phù, có người phù hợp là cho lên luôn. rồi ok rồi rồi rồi, rồi ok chị coi Ủa em đi hát em hát hò được không? cái hát dở mà em xe vô mới hát được, bình thường mà không có bi điệu em hát không có được đâu. À vậy hả? À Rồi là phải ok. xây rồi mới biết hát được. Ok, rồi cảm ơn em ha. Nhưng mà chị không, nhưng mà em thích người gái mặn mà, hơi mặn mà xíu á. Mặn mà là mặn như thế nào? Thôi thì mặn mà em không biết vậy, để sao mình nhìn cho nó ướt Là kiểu ướt. sexy đúng không? Dạ Kiểu sexy đúng không? cũng được, em nói chung sống mở mà. Ừ, rồi ok. Dạ Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. dạ dạ em bay cho mấy chị.